Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục review sách của Đức Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một quyển sách tên là Sức mạnh của Đạo Phật của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Jean-Claude Carrier. Thì nói về tác giả, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là một người đã trải qua rất là nhiều thăng trầm biến cố ngay từ khi còn rất là nhỏ. Ông đã phải lưu vong đến rất là nhiều nơi rồi tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Ông có một cái đặc điểm là cái hiểu biết về khoa học kỹ thuật, về tôn giáo, về văn hóa cực kỳ sâu sắc. Đến nỗi mà ông có thể giải thích những cái vấn đề cực kỳ hóc búa, những cái sự đan xen giữa những cái vấn đề hóc búa đó với nhau theo một cách rất là đơn giản và những người bình thường hoàn toàn có thể hiểu được. Mình đã xem rất là nhiều video thuyết trình của Đức Đạt Lai Lạt Ma rồi. Mình rất là thích cái sự hóm hỉnh tích cực trong cái cách mà ông nói về bất kỳ một vấn đề gì. Mình cũng đã xem cái phim 7 năm ở Tây Tạng của Brad Pitt đóng. Thì bạn có thể thấy là cái phim đó khắc họa rất là rõ cái tinh thần của ngày Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 ngay từ khi còn rất là nhỏ cho tới bây giờ luôn. Thì nó luôn có một cái sự tích cực, có một sự hóm hỉnh, một cái năng lượng rất là dồi dào khi mà ông trình bày một vấn đề nào đó. Thì cái quyển sách này là một cái cuộc trò chuyện giữa Jean-Claude và Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, lấy bối cảnh là năm 1995, tức là cách đây hơn 25 năm, hơn 1/4 thế kỷ. Cho nên cái bối cảnh lúc đó nó không có sự bùng nổ mạng xã hội hay là những cái bệnh dịch vân vân như hiện nay. Nhưng mà mình có thể thấy là những cái về tầm nhìn của Đức Đạt Lai Lạt Ma là rất đáng ngưỡng mộ. Bởi vì là phỏng vấn nên là cái nội dung của quyển sách không thực sự tập trung vào một cái vấn đề cụ thể nào hết, mà phần lớn nói về góc nhìn của Đạo Phật và của Đức Đạt Lai Lạt Ma về những cái vấn đề toàn cầu, về bùng nổ dân số, về môi trường, về những cái bế tắc của con người, về vai trò của truyền thông đại chúng và cả cái chuyện chính trị và cũng những cái thứ giống như là khác biệt tôn giáo, xung đột văn hóa vân vân. Thì cái sự chia sẻ của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nó cởi mở, nó thẳng thắn đến mức mà có thể khiến cho những cái tín đồ thuần thành cảm thấy bị sốc khi mà bị đụng chạm tới những thứ mà trước giờ mình tin khăng khăng nó là đúng. Nhưng mà những cái chia sẻ này nó rất là sâu sắc, rất là dễ hiểu. Cho dù là đọc xong á, thì mình cũng chưa tìm thấy những cái giải pháp nào thật sự là cụ thể để giải quyết những cái vấn đề mà nó có ảnh hưởng tới toàn cầu. Nhưng mà khi mà mình đọc á, thì mình có cảm thấy một cái niềm hy vọng rất là lớn về tương lai. Nó cũng như là cái năng lượng tích cực của chính Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vậy đó. Thì quyển sách này dành cho ai? Quyển sách này dành cho những người mà yêu thích Tây Tạng, thích tìm hiểu về Đạo Phật, thích tìm hiểu về Đức Đạt Lai Lạt Ma, và đặc biệt là những ai mà vừa có hiểu biết về khoa học kỹ thuật và hiểu biết về tôn giáo thì đọc cái này rất là dễ thấm. Nói về hình thức thì quyển sách rất là bình thường thôi, không có gì hết. Hầu hết ở trong là những câu hỏi và đáp liên tục ở trên cả cuốn sách. Bìa mỏng, gia công bình thường, có một số lỗi chính tả và layout mình thấy là không được đẹp cho lắm. Phiên bản mình đang cầm trên tay là bản 2019 của Thái Hà Book, có giá bìa là 89.000 đồng. Theo mình là khá là đáng giá, khá là đáng để sưu tầm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà có thắc mắc gì về nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới những cuốn sách mà mình review thì các bạn có thể comment để mình trả lời trong những cái buổi sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.